Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480 7147561073 Happy Chewy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Princess Lifestyle 1-800-990-8319 Lan và Hoàng Trọng Thủy đang đề cập đến quý vị về chuyện xe điện, giá xăng, tất cả mọi thứ và để cho thấy rằng là trong tương lai, một tương lai rất là gần thôi nữa, cả một kỹ nghệ, đời sống của con người ở Mỹ nhất là ở California là thay đổi toàn bộ hết. Một khi chúng ta đổi xe điện, bây giờ là ngay cả gia đình chúng tôi cũng nói đến xe điện rồi. Rất nhiều các gia đình khác, có những người may mắn họ đã mua được Tesla, có khả năng mua được Tesla vân vân thì họ sung sướng rồi và họ đã chạy Tesla thì họ thích quá bởi vì cái cái bảo trì á nó không có tốn kém thực sự nó có đắt nhất là vẫn là cái bình điện thôi. Thế thì nó ảnh hưởng như sao? từ dealer cho tới những cái garage mà sửa xe, sửa xe thì xưa như thế này mình sửa xe xăng thôi phải không ạ? Rồi à, ảnh hưởng cả phụ tùng trong tương lai nữa, tất cả những à, người mà gọi là mechanic những người mà sửa xe đó chắc chắn ngay bây giờ cái điều tốt nhất là họ nên chuyển sang nhưng mà xe điện nó khổ lắm, xe điện nó không có cái gì nữa. nó nó hư hại ngoại trừ đụng xe này họ thì cũng thay đồ bạc thôi. Thậm chí có những chiếc xe đó quý vị, xe điện nhé. Mà bây giờ họ ở dealer họ bán luôn tất cả phụ tùng và họ hướng dẫn để người đó sửa ở nhà luôn nữa. Chỉ có mấy con ốc thôi tháo ra để gắn vô thôi, tại vì đồ mới hết. Nó không còn li ti lặt vặt như là ba cái thứ máy móc ở trong mà phải cần tới một cái thợ sửa xe. Cho nên điều là về trong tương lai cũng thế họ nói là um, quý vị sẽ dễ dàng mua một chiếc xe điện giống như mình lên Amazon một mua mình mua chiếc xe một một cái đồ vật vậy thôi. Màu sắc, nếu quý vị thật sự đã có những cái phòng trưng bày ngay bây giờ Tesla họ có đó thì quý vị thấy ồ oh, tôi thích màu đỏ, tôi thích kiểu này, kiểu này họ có đầy đủ hết, lên trên mạng là quý vị bấm 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 vào cuối cùng nó ra số tiền. Mình tùy theo ví dụ mình nên thì họ có chương trình phải nên đóng trả hết rồi mọi thứ rồi đùng đến lúc đến ngày này, giao quý vị lên trên hãng quý vị lái xe về hoặc là trong tương lai xe lái tới nhà luôn. Xe lái tới nhà giao trước nhà cho quý vị luôn, khỏi mất công đi đâu đi tới thì luôn đó. như là Amazon vậy đó. Cho nên cả cái kỹ nghệ xe này nó sẽ thay đổi khủng khiếp luôn trong tương lai. Mà tới 2030 thôi lẽ đương nhiên sau 2030 xe cũ chạy xăng vẫn có nhiều người thích vẫn có nhiều người muốn làm đồ cổ giữ trong nhà. <laughs> no. 2030 là không sản xuất xe kia thôi nhưng mà thì ví đó, dụ những chiếc xe, xe cũ người ta vẫn Đúng, vẫn chạy. Khi đó thì người ta vẫn chạy nhưng mà đến lúc đó mình chưa không biết chưa được là đồ nha, cổ. đồ bạc nha rồi vấn đề sửa sẽ có bị lên giá rồi đồ phạt hiếm hoi bởi vì các hãng mà chế tạo đồ phạt đó họ sẽ dần dần giảm bớt họ sẽ không làm nữa bởi vì làm cũng bán không được bởi vì cái số xe cũ càng ngày nó càng ít đi bởi vì cứ một năm trôi qua bước những cái một kiểu xuất, xe mới bớt một chút bớt một, một chút nhưng mà... nhiên vẫn còn nhưng mà chúng tôi thấy rằng cái hướng này khi mà uh, xe điện càng ngày càng nhiều ở ngoài đường phố rồi thì người ta thay đổi hết đó chỉ là cái kế hoạch của california <laughs> đó là chị california thôi quý vị nãy giờ anh thụy vẽ ra một bức tranh mà mình nhìn mình tưởng như cả nước mỹ rồi tất cả các thợ sửa xe, à, xe rất nhiều lơi sửa xe đều bị dẹp tiệm đầu... còn lâu còn lâu lắm luôn hôm trước ngọc lan cùng với lại nhóm mấy đồng nghiệp đi qua louisiana đó đi một hồi lâu cái mới ô oh, thấy một chiếc Tesla một hồi có nghĩa là nó rất là hiếm so với lại ở Cali. Cho nên quý vị tất cả kế hoạch mà anh Hoàng Trọng Thủy nói từ nãy giờ chỉ ở tiểu bang California đến năm 2030 mà 2030 thì không sản xuất xe hơi uh, chạy bằng xăng nữa thôi. Nhưng mà những cái xe trước đó vẫn chạy bình thường và cái cái viễn cảnh mà mình không thấy xe ừ, điện chạy ngoài đường nữa đó ít nhất 50 năm nữa. <laughs> ít nhất 50 năm nữa cho nên anh Thụy làm bối rối quá nhưng mà yeah. Tôi thấy kali trong vòng mấy năm nữa đã xong hết. Yeah. Dạ, không, không có mấy năm nữa đâu. Nhiều người vẫn rất là thích uh, xe điện uh, uh, rất thích xe máy. Là xe, xe xăng và dạ, bởi vì xe điện hiện <laughs> bây giờ nhiều khi cái mẫu mã nó vẫn còn rất là thô sơ. Uh, nó có đẹp nhưng mà nhiều chiếc vẫn chưa. Ok, quay trở lại với lại những gì thoát ra khỏi xe. Uh, thưa quý vị, hồi cuối tuần qua đó thì uh, có nhiều cái chương trình khá thú vị xảy ra ở diễn ra ở Lido Sài Gòn này uh, trong đó đó có những cái chương trình uh, ví dụ như là cái chương trình này ngày hôm thứ bảy nó tạo nên một cái hiện tượng ừ. đó là ngay tại uh, Hội cao niên Á Mỹ người ta tổ chức mà phát cái rau quả tươi cho wow. các vị uh, cao niên cho đồng hương hồi xưa giờ đó thì nơi này vẫn phát thực phẩm nhưng mà là thực phẩm hộp đó, lon đồ hộp và mỗi lần như vậy đó thì theo như là chị Lam Châu người phụ trách ở đây cho biết là chỉ khoảng ở rau khoảng 200 người đi đến nhận. Nhưng mà bay lần đầu tiên mà phát cái đồ tươi, rau cải tươi cả vân vân. Rồi thêm nữa là từ cái thông báo của bên đài Lý Đồ Sài Gòn TV nữa. Ừ. Cho nên người ta gọi và ngày hôm hôm bữa thứ bảy đó à, theo như ban tổ chức cho biết đó ít nhất 700 người wow. có mặt thì à, bởi vì người ta không có lường được cái số lượng người đến đông như vậy cho nên trong Cái thiện nguyện viên á thiện nguyện viên thì có khoảng được 40 người thôi à, rồi à, xe rau quả thì đủ tại vì hai cái pallet được à, hai xe tải được chở tới ừ. nhưng mà quý vị biết cái số lượng người đông quá cho nên uh, bắt đầu uh, thiếu. nhiều người cũng bực mình thiếu thì không có thiếu ủa không thiếu không hả? có hiểu uh, nhưng mà có wow. thể nha có thể những người sau có thể uh, sẽ ít hơn một chút so với những người đông không lựa được những cái thứ tươi như mình mua <laughs> nó đông quá quý vị thành ra đó là cũng có ở ngoài đường cái lúc mà ngọc lan chạy về đó trời ơi xe bắt đầu nối đuôi nhau nó tuốt ra ngoài đường xây đi không <laughs> những kidding. người hàng xóm ở đó người ta cũng hơi bị bất ngờ với cái chuyện hiện tượng đông rồi cảnh sát oh, oh, cũng xuất hiện oh, rồi no. nói là ngày hôm bữa thứ bảy đó có thị trưởng tại đức trí cùng với lại nghệ viên charlie nguyễn mạnh trí có mặt ở đó nhưng mà thiếu. cuối cùng thì anh thị cuối cùng á thì mọi chuyện cũng xong nhưng mà uh, nói yeah. rằng là cái người mà cung cấp tặng cho cái những cái đồ này đó là một ông chủ một nông trại người mỹ thì wow. ông nói là ông không tưởng tượng được là đồng hương Việt Nam đến nhận đông như vậy. khi mà ông đi đến những chỗ khác cho đó thì thường cho cái số lượng ví dụ như pallet 4 pallet thôi mà hôm bữa đó đối Việt Nam là chở đến 10 pallet mà thấy vẫn vẫn còn phải cần hơn và ông hứa như vậy thì cái nhu cầu có thì người ta sẽ, ông sẽ cung, là cấp, tiếp tục. cung cấp tiếp Miễn và phí. bên hội cao niên Á Mỹ họ hy vọng rằng wow. à, đây sẽ trở thành một cái chương trình thường xuyên của họ và khi đã thường xuyên rồi thì hy vọng rằng cái cách tổ chức á, sắp xếp làm sao nó cũng sẽ à, hợp lý hơn để tránh nhiều người người ta cảm thấy hơi hơi phiền hơi phiền bởi vì Cho hàng xóm chung nó, nó, nó quanh nó đông quá yeah, quá đông ngày hôm đó à, rồi cũng trong cuối tuần vừa rồi ngày thứ bảy đó thì lý đô sài gòn tv đã tổ chức một buổi cải lương trình diễn cải lương ngay tại chùa bảo quang có ăn miễn phí có thức ăn <laughs> miễn phí do ngay các uh, những người chùa wow, bảo quan bảo trợ cũng như là tiệm bánh đông hưng viên wow. uh, nhưng mà cái số lượng mà 300 phần họ chuẩn bị đó chỉ vèo một cái là đã phát hết rồi cho nên là trong vòng tiếng có, đồng có hồ thôi, phần thôi chương trình chương trình diễn ra rất đúng giờ đúng 5 giờ rưỡi wow. bắt đầu là 5 giờ rưỡi thì, diễn vì, ra. vì không sẽ không xong. có đủ giờ để mà lại diễn hết chương trình. xong rồi á đó, đó là phần đầu ca nhạc của do nhóm của câu cái câu lạc bộ của nhạc sĩ Nam Hương tổ chức. xong rồi sau đó bắt đầu đúng 7 giờ là chương trình cải lương wow. mới Người. đầu dự trù là chỉ cải lương chỉ đến là 9 giờ thôi nhưng mà sau đó nói là các tiết mục nhiều kéo dài đến 10 giờ nhưng mà phải nói anh Thủy càng tối xuống nó ngồi ở ngay đó coi cải lương. trời thú vị thú, đúng, không? đúng vậy ý như là coi sân đình sao? ông thanh này nọ rất là tốt, tốt quý vị nhìn là. thấy ở đây Ngọc Lan ngồi ở phía sau wow. những dàn máy móc mà quay hình lại của bên Lido Sài Gòn TV đó Ngọc Lan ngồi coi từ đầu cuối không gần đến cuối <laughs> chứ không cuối dạ yeah. uh, Ngọc Lan với các đồng nghiệp ngồi xem để về chuẩn bị ừ. còn ừ. nhiều cái phóng sự phải làm hát à? hay không? Hát cho hay nên không? là Âm thanh hay, ánh sáng bạn bạn à, làm ánh sáng của bên đài mình làm vui quá. Cho nên à, hy vọng Quay rằng hả? là à, có lẫn. nhiều người lúc mà Ngọc Lan ngồi ở ngoài đó, họ đi về họ nói hay nhưng mà ngồi ngồi lâu quá nhiều người lớn tuổi hơi đau lưng cho nên đi về trước nhưng mà họ nói chương trình hay cho nên à, hy vọng rằng là sắp tới đây sẽ có nhiều cái chương trình thú vị như vậy. Trong rạp mà có ghế êm chắc ngồi lâu hơn chứ còn ba cái ghế mà xếp đó hơi bị lực. <laughs> quá tuyệt vời thưa quý vị một câu hỏi vô cùng quan trọng đó trong cái ngày mà giao hàng rau quả có hành không không có hành tôi à, nghe cái chuyện hành, cái hành mà tôi thấy rầu luôn nha một <laughs> một bó hành một đô la cái gì gần hai đồng chứ cái gì một đô, gần hai đồng gần hai đồng một bó hành yes. à? chúng tôi tiếp tục với các bạn tiêu đủ cà phê sáng ngay sau phần quảng, quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi